Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, vợ chồng anh khách đến từ Bắc Linh, vâng anh Lâm. Anh về cửa hàng trong buổi chiều tối ngày hôm nay, anh chị lựa chọn được hai chiếc quạt bên cửa hàng cung cấp. Vâng, mùa đông vẫn đi mua quạt bình thường. Hai chiếc quạt bàn, một chiếc quạt còn nguyên thùng xốp. Vâng, mùa đông thì rẻ hơn mùa hè đấy. Vâng, em chào anh chị nhé. Vâng, hai chiếc quạt một chiếc quạt Mitsu và một chiếc quạt Fuji Kenki. Vâng, sản phẩm thì đã được anh chị cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thẩm âm rồi. Khi những vị khách hàng đồng ý trao đổi mua sắm những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng xin làm một clip ngắn như vậy thông báo cho những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc được biết. Và trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2019, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cập bến được một chiếc đài. Vâng, không phải chiếc đài 3.7 như thường khi cửa hàng vẫn nhập về. Và ngày hôm nay là một chiếc đài có mã số là GF909. Vâng, chiếc này thì cũng rất là hiếm có luôn. Và hình thức thì còn rất là mới này. Vâng, giá thành của sản phẩm thì có rẻ hơn chiếc 3.7 nhá. Rất là đẹp. Đẹp không tì vết luôn. Sáp GF909. Vâng, vậy những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh hoặc thích những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp như những sản phẩm về audio, những chiếc quạt là hàng sưu tầm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Ninh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt.